người sống suốt cả cuộc đời cho đến chết họ cũng không biết rồi sẽ đi về đâu. Suốt cuộc đời chạy theo cơm áo bạc tiền, gọi là miếng mồi đỉnh chung mà ai cũng chạy theo như vậy, cho đến chết cũng không biết đi đâu về đâu. Như vậy các vị cũng không biết là vì sao mà sư nhắc lại hình ảnh của một thầy giáo trong cái thời pháp thoại hôm nay. Và có lần thầy nói: Hương Nhũ ơi, con biết không, có người nói thầy rằng thầy ơi, có phải thầy đã đạt đến tầng thiền thứ ba không? Thầy mới hỏi ngược lại: vậy thì Hương Nhũ nghĩ vì sao? Cái sư suy nghĩ một giây rồi nói: thưa thầy, có lẽ bởi vì lúc nào thầy cũng hoan hỷ và mỉm cười. Cái thầy cười lớn lên, thầy nói: vậy thì Hương Nhũ cũng lo hoan hỷ và mỉm cười đấy nha, chút nào hai cái chân mày nó cũng trâu vào nhau như vậy là không có đạt tới tầng thiền thứ ba được. Nhớ lại thầy dạy một điều đó, và hôm nay cũng là vào cái mùa Phật đản, trước thời pháp nhắc đến thầy, nhớ thầy, tri ân thầy, và cũng là một cái gợi ý cho một bài pháp hôm nay. Chúng ta sống có dung sắc xinh đẹp, tươi vui hoan hỷ mà ai cũng yêu thương, một công hạnh, một cái đức, cái hạnh lớn nhất đó là tánh tình cởi mở, bao dung, dễ tha thứ và không có sân hận. Các vị biết Đức Phật của chúng ta có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Vì sao? À, vì cái nhân tu tập trong nhiều đời, nhiều kiếp. Tất cả các vấn đề trong Phật Pháp chúng ta đều lấy nhân quả và nhân duyên để trả lời. Vẻ đẹp mình chỉ có một cái thôi là người ta ngắm muốn chết rồi, thấy chưa? Ta khen hoài rồi, cũng là do phước mới có. Mà Đức Phật đứng 80 vẻ đẹp. Sắp đến ngày Phật đản sanh rồi, và chúng ta biết Ngài đẹp toàn vẹn từ thể chất tâm hồn đến các dung nhan sắc tướng. Thì mình nghĩ xem, mình đâu có được những cái tốt và đẹp như Phật, bởi vì cái nhân mình tu nó được cái này, nó mất cái kia, nó khiếm khuyết nhiều hơn toàn vẹn, nó làm những việc ác nhiều hơn việc thiện, nó làm những việc xấu nhiều hơn việc tốt. Cho nên tất cả những cái nhân đó hội tụ nó kết thành. Vậy mà bà Mạt Lợi Phu Nhân, bà hỏi Đức Thế Tôn rằng: vì sao con người ta có người quá xinh đẹp lại trí tuệ thông minh, có người đã xấu rồi lại nghèo, lại vô minh, rồi có khi còn tàn tật? Đức Phật nói: đừng hỏi sự sanh, tức là đừng có hỏi cái nguồn gốc, đừng hỏi vì sanh trong gia đình hay gia đình kia, mà hãy hỏi việc làm. Việc làm đó không phải chỉ trong kiếp này mà từ vô lượng kiếp, tức là hỏi đến cái nhân của mình đó, truy lại cái nhân. Và bà mới hỏi: như vậy tại sao có những người quá đẹp? Và Đức Phật trả lời một cái điều, và đó cũng là đề tài sư muốn giảng cho các vị hôm nay. Người xinh đẹp là do nhân không giận dữ, không sân hận, và luôn tu hạnh khiêm cung, nhẫn nhục, nhu hòa. Đó là cái nhân quan trọng nhất để làm cho con người ta xinh đẹp. Như vậy cúng hoa, cúng đèn hay làm các việc thiện, việc tốt để xinh đẹp cũng là một cái nhân. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất vẫn là khiêm cung, nhẫn nhục, nhu hòa. Tức là nói một cách cụ thể nhất là tập không dễ dàng nổi nóng, không dễ nổi sân, không sân hận, không giận dữ khi có những điều trái ý, nghịch lòng đến với mình. Bài pháp này các vị sẽ nói: trời ơi, một bài pháp xưa như trái đất, ai mà không biết. Người Phật tử đi học đến khóa tu 125 đều thuộc lòng một cái điều căn bản là Phật tử đã tu tập thì phải gạt bỏ tham sân si. Nói thuộc lòng như vậy đó. Nhưng mà các vị cứ nghĩ đi, tham chúng ta biết đó là tội ác. Mình gieo cái nhân đó rồi thì tài sản của mình ở đâu cũng không vẹn toàn. Mình gieo nhân tham thì không bao giờ mình giàu có. Mình gieo nhân tham thì thế nào cũng có người lấy của cải. Mình gieo nhân tham thì nhiều người ganh ghét với của cải của mình, tìm cách hại mình. Mình sống không bao giờ được bình yên đối với những người tham. Cho nên chúng ta có nhiều người tham
tập hành bố thí cúng dường để xả ly cái sự tham lam đó. Cho nên cũng có nhiều người nói: sư con tham lắm sư, cái gì con cũng thích, mà bây giờ con bình yên lắm, con tri túc thường lạc. Và sư tin, tin những người tu để không còn tham. Và người tu loại cái tánh tham đó đó thì tự nhiên lại được là sự đầy đủ, rồi là sự giàu có, rồi là sự an vui sung túc trong cuộc sống, nhiều cái phước lành đến với cái người có tâm xả ly. Cho nên một trong những cái hạnh cho con người ta sống được đầy đủ phước báo là bố thí. Mà muốn bố thí thì phải xả ly, phải ly tham đó. Cho nên người ta thích học cái hạnh đó. Và trong thập hạnh Ba La Mật, Đức Phật nói bố thí đầu tiên. Và như Khổng Tử cũng từng nói là điều gì mình không thích đừng đem đến cho người. Cho nên cái hạnh tham đó nhiều người tu tập được. Có nhiều Phật tử nói: thưa sư, lúc này con không còn tham, con cũng không còn si mê nữa, còn có chút sân thôi. Mà chính sư đây cũng từng nói với sư bà, sau 10 năm tu rồi đó, sư bà nói: nay Hương Nhũ tu sao? Nói sư bà nghe. Bạch thầy, con không còn tham, không có lấy đồ của ai nữa, con cũng không có si mê nữa, vì con thấy con cũng có yêu ai tầm bậy nữa. Mình nghĩ si mê là yêu không có đúng chánh pháp, con cũng không có nữa. Cái sư bà nói: sân thì còn không? Dạ thưa sân còn chút chút thôi. À, sư bà nói: con ơi, sân còn chút chút là tham cũng còn mà si cũng còn. Tức là có sân, có hiện hữu của sân thì tham, sân, si còn đầy đủ. Yên tâm là như vậy. Tại vì cái gì không vừa ý mình sẽ nổi sân. Mà không vừa ý mà nổi sân tức là tham. Tham, tham ngã, chấp ngã, chấp cái đó phải của mình, phải nghe lời mình như ý mình. Cho nên không tham tiền, không tham của, nhưng chấp ngã lòng tham quan trọng, khó diệt trừ nhất. Có cuốn sách của Hòa Thượng Thiện Siêu, ngài viết cuốn sách Vô Ngã là Niết Bàn. Mà mình cứ nghĩ Niết Bàn là một cõi giới nào xa xôi lắm, tại Niết Bàn tu chừng nào mới tới Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn là một trạng thái không có tham, không có sân và không có si. Hôm nay chúng ta ngồi đây tu mà tâm mình không tham, không sân, không si là mình đang sống trong Niết Bàn. Vậy các vị hiểu Niết Bàn chưa? À, hiểu chưa? À, mà Đức Phật là lúc nào cũng trong Niết Bàn, A-la-hán lúc nào cũng trong Niết Bàn, chư vị Bồ-Tát sống trong Niết Bàn. Còn mình á cũng có Niết Bàn, nhưng mà lúc có, lúc không, lúc còn, lúc mất. Cho nên mới có cái câu thơ rằng: tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt, mà lòng trần lợt lạt tợ mây choang. Kề tai hỏi nhỏ người dương thế, có nhớ vườn xuân cảnh Niết Bàn. Tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt là lúc nào cũng Niết Bàn. Trong là không có khởi tham, không khởi sân, không khởi si, lúc nào cũng trong hết. Còn mình cũng trong, nhưng mà lâu lâu cũng khởi lên, khởi tham, khởi nóng giận, khởi si mê, cho mình đâu có trong như là tuyết nguyệt như Phật. Đấy chưa nào? Mình muốn của không có, mình tức giận. Muốn tăng lương, mới hứa tăng lương tháng này chẳng có gì hết, mình nổi giận và đập bàn. Mình lên cái điện thoại, mình đóng cửa cái rồng. Hỏi sao vậy? Sếp mới hứa tăng lương, giờ đổi ý rồi. Chưa nào? Sân hận. Làm gì có mùa xuân, làm gì có Niết Bàn. Đó. Niết Bàn chỉ ở trong trạng thái lúc nào cũng trong veo, mà không có tham, không có sân, không có si. Mình gặp một chàng trai dễ thương, mình cho đó là tình yêu của mình, nên về mình thêu dệt. Cái người ta không đẹp cỡ đó đâu, nhưng mà cái thức á, đó, tưởng, thọ, tưởng, hành, thức, thì cái tưởng đó về, nó tưởng tượng thành người đó như là tiên ở trên trời xuống, thập toàn, thập mỹ. Nhưng mà thực tế cũng đầy dẫy những tham sân si. Các sư đây tu mà từng ngày còn phải kiểm chứng thấy mình còn đầy dẫy tham sân si, thấy chưa nào? Chứ đừng vội chấp một hình ảnh nào mà cho đó là tuyệt đối, là lý tưởng. Cho nên đau khổ bởi vì nó không phải là của mình, và tiếp tục lại không có mùa xuân cảnh Niết Bàn.
Đức Phật mà đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì các vị cũng có thể biết rằng Ngài không có sân hận, không có tập cái nhân sân hận đó từ nhiều, từ vô lượng kiếp. Và ngay cái đời sống tại thế của Ngài, Ngài cũng không bao giờ nổi lòng sân. Thì tăng đoàn Đức Phật tu đó cũng có khi là cãi nhau. Chúng ta đừng có nghĩ rằng thời Đức Phật ai tu cũng đắc quả thành thánh hết. Không chừng trong chúng ta cũng có những người thời Đức Phật cũng đã tu với Đức Phật rồi, nhưng mà không đắc quả, rồi lại tham sân si, lôi kéo cho nên trầm luân trong lục đạo cho đến bây giờ. Chúng ta đừng có nói rằng là ai tu với Phật được gặp Phật là thành Phật hết. Tại vì là Phật năng tri quần sanh chi tánh, cùng ước kiếp sanh tử chi sự, mà nhi bất năng hóa đạo vô duyên, là người không có duyên không có độ được. Cho nên nhiều khi chúng ta gặp Phật mà chúng ta chẳng nghe Phật nói gì hết, không có hiểu gì hết. Thời Phật còn tại thế, tăng đoàn mùa ăn cư kiết hạ, không lo tu học mà hí luận xem ai đúng ai sai, xem ai thắng ai bại, cuối cùng cãi nhau. Đức Thế Tôn nhiều lần nhắc nhở: này các con đang sống trong mùa an cư kiết hạ, vậy mà các vị biết không, vẫn tiếp tục cãi nhau. Đức Phật không nói nữa, lặng lặng bỏ đi vào rừng. Chúng ta học cái đó đi nha. Dạy con nó không nghe, lặng lặng đi ra. Đức Phật dạy tăng đoàn cũng có lúc không nghe Đức Phật. Mình công đức bao nhiêu, phước báo là bao nhiêu mà mình biểu hét lên người ta nghe mình liền. Con mình á là gì? Nhà là nợ, vợ là oan gia, con là nghiệp báo. Nó là nghiệp báo của mình mà biểu mình nói nó nghe mình sao? Chỉ nhân nghĩa trở lại nó mới nghe lời mình. Còn không, đừng hét, đừng la, nói nó không nghe, nó cãi lại, hãy đi ra và ngồi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là chắc ăn nhất. Mà đó là Đức Phật đó, mình làm theo Phật. Phật dạy các tỳ kheo mà ngày xưa người ta yêu kính Đức Phật biết bao nhiêu. Đức Phật là vật vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, tuyệt vời như vậy, mà nói tăng đoàn không nghe, cãi lộn, ai đúng ai sai, chia phe, phải chưa nào? Đức Phật lặng lặng đi vào rừng, không có một thị giả nào đi theo. Mình nghe vào trong rừng sâu núi thẳm, mình nghe trời ơi thanh tịnh quá, mình nói cái miệng vậy chứ mình dám ở trong rừng sâu núi thẳm không? Và Ngài ở trong một cái hang, rồi bắt đầu thiền định tu hành an vui. Và cái năng lượng từ bi của Ngài đó, tự nhiên những con thú dữ, như con cọp, con voi, con sư tử, nó từ từ nó đến bên Ngài, nó phụ phục xuống. Và Ngài bằng ngôn ngữ của những loài thú, tất cả chúng nó đều được nghe Phật Pháp. Ngài cho chúng nó quy y Tam Bảo, để sau này đắc phục nhân thân, được làm người, thì tức là đã có duyên lành với Phật Pháp rồi. Chúng ta thấy không? Dạy con không nghe đi vào rừng, hóa độ cho những con thú dữ, không có ngày nào mà bỏ phí. Còn mình dạy vợ không nghe, đánh nó, dạy con không nghe, đập đổ, cuối cùng về nhà cửa tan hoang, vợ bỏ đi đằng vợ, con bỏ đi đằng con, mình ngồi tiếc đống đồ hủi hụi, đập bể rồi tiền đâu mua lại, nhất là khi nhà nghèo nữa. Rồi ấy, tăng đoàn cãi lộn đã đời rồi đó, bây giờ đi kiếm Đức Phật không thấy Phật đâu hết, bắt đầu chia nhau đi kiếm, cuối cùng kéo nhau vào rừng. Thấy Đức Phật ngồi trang nghiêm, điềm tĩnh, an lạc trong pháp thiền định, thì tất cả các vị cảm động quỳ xuống đảnh lễ. Bằng cái sự điềm tĩnh thôi mà tất cả đều phải quy phục. Còn chúng ta chửi qua thì bên kia chửi lại, hôm nay móc họng thì bên kia móc hầu, 49 thì gặp 50, đời đâu có ai hiền hơn ai, thấy chưa nào? Cho nên quỳ xuống mà Đức Phật không có la rầy câu nào, cứ yên lặng. Các tỳ kheo, các ông đi đâu đó, sao các ông không ở Kosambi để an cư mà các ông đi đến đây? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin sám hối. Bạch Đạo Sư, chúng con không còn cãi nhau, đánh nhau, hơn thua với nhau nữa. Xin thỉnh Thầy trở về dạy dỗ cho chúng con tu học được nên người. Xong rồi Đức Thế Tôn thấy tất cả đều thành tâm sám hối rồi, thì Ngài từ từ đứng dậy. Nhưng mà các vị có thể biết rằng Ngài đi ra bìa rừng đó để trở về cái thành phố Kosambi, tất cả những con vật nó ù nó đi theo, nào voi, nào cọp, nào khỉ, nào là
là sơn dương nào nai nào hưu đi theo Đức Phật cả đoàn cả đoàn. Đi đến bìa rừng, Đức Phật nói: các con ơi, hãy quay vào rừng. Nhà của các con, nơi ở của các con là rừng sâu núi thẳm. Tất cả những con vật đều khóc hết, nó hiểu tiếng Đức Phật nói mà. Đức Phật nói bằng tiếng nói của những loài thú mà nó nghe được mà. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không thể nào sống thiếu vắng Ngài. Thấy chưa? Chỉ một thời gian ngắn thôi mà lòng từ cảm hóa hết những loài thú, chứ không cần bằng sự sân hận la hét để cảm hóa. Chúng ta mà vào rừng là có con dao, có cây súng, thấy chưa nào? Cho nên đi vô rừng là sợ, bởi vì mình lúc nào cũng muốn bắn, muốn giết. Vì vậy chúng ta trở thành kẻ thù của loài thú, của các loài cây ở trong rừng. Chúng ta không phòng thủ là chúng ta tự sợ hãi. Lúc nào mình cũng muốn giết thì tự nhiên có người muốn giết lại mình. Đó là nhân và quả. Đức Phật không bao giờ giết và chỉ ban rải lòng từ, nên tự tại đi vào rừng sâu núi thẳm chẳng hề sợ hãi. Cho nên chúng ta cứ yêu thương, sống trong từ tâm thì ai cũng yêu thương và sống trong lòng từ với chúng ta. Đừng có lo họ sợ rằng bị thiệt thòi điều gì hết. Khi Đức Phật nói những con thú nó khóc lên như vậy, nói: các con không thể theo ta về Kosambi, tại nơi đó là thành phố, các con vào đó tất cả dân chúng sẽ sợ hãi và xáo trộn đời sống của người dân, cho nên các con hãy trở vào rừng đi. Và lúc đó từng đoàn tỳ kheo hộ tống Đức Phật trở về Kosambi. Tự động các tỳ kheo sám hối lo tu học đàng hoàng, không dám cãi nhau đánh nhau nữa. Đó. Chúng ta thấy cái lòng từ của Phật cảm hóa đến mức độ mà Ngài trở về quê hương thì lòng từ của Ngài biết bao nhiêu hoàng thân quốc thích đi tu. Chẳng hạn hỏi: A Nậu Lâu Đà, ông có muốn theo Đức Phật xuất gia không? Thì A Nậu Lâu Đà lập tức: bạch Đức Thế Tôn, con muốn, mà chẳng biết xuất gia là gì, mà trả lời muốn liền. Bởi vì lúc đó Đức Phật từ bi và cái từ trường của Ngài ấm áp mênh mông, cho nên chỉ muốn theo Ngài vì được an lạc quá. Hỏi: Nan Đà, ông muốn theo Phật không? Dạ muốn, mặc dù có bà vợ sắp cưới đang ngồi chờ ở nhà, nhưng mà Đức Phật, cái từ trường Đức Phật mạnh đến mức độ mà nói: ông muốn theo Phật không? Dạ muốn. Mà theo Phật mà nhớ vợ đến mức đức độ mà mấy lần muốn trở về nhà. Mà nếu không có cái từ lực của Phật là ông bỏ Phật, ông đi rồi. Nhưng Phật hay quá cho nên ông ở lại ông tu. Rồi A La Hầu La, mẹ nói con hãy theo Phật xin tài sản, mà La Hầu La chạy đến gần Đức Phật, không có nhớ xin tài sản, mà nói: bạch Đức Thế Tôn, Ngài êm mát quá, Ngài dễ thương quá, cho con đi theo Ngài. Đó, chúng ta thấy tu tập lòng từ không có sân hận, có một cái năng lượng lớn như vậy, mà cái sân hận nó đốt cháy đi những cái từ trường đó. Mà chúng ta ai cũng có từ trường, tại vì ai cũng yêu quý Đức A Di Đà, ai cũng yêu kính mẹ Quan Thế Âm, cho nên chúng ta ai cũng có từ trường của Phật và Bồ Tát. Nhưng mà cứ một niệm sân khởi lên thì đốt cháy dần đi những từ trường đó. Giờ trong đạo tràng này, ai có tánh hay nóng giận đưa tay lên sư coi. Gì cũng được hết mà có cái hay nóng, giơ tay cao lên. Mạnh dạn khai thật là có tánh hay nóng, cái gì không vừa ý là la, giơ lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sư xin cảm ơn những người rất thật thà sám hối. Cho một tràng vỗ tay. Và 14 người phải không? Thêm người nữa, 15. Cái gì cũng dễ bỏ, cái sân rất khó bỏ. Mà cái sân thể hiện cái bản ngã, cái bảo vệ cái ngã của mình. Chứ thật sự cái nóng nó có lý do để nóng. Không nghe lời mà, nó hổ mà, nó lì mà, nó làm việc ác mà. Nhưng mà đó, chúng ta thấy Đức Thế Tôn dạy đệ tử không? Không có một lời nóng nảy, mà lúc nào cũng nhẹ nhàng. Này các con, này chư hiền giả, này các tỳ kheo. Đó. Còn mình sanh ra con mà, chúng mày, tụi mày, lũ mày, thấy chưa? Còn chưa kể nguyền rủa con đồ quỷ, đồ ma, đồ yêu, đồ tinh, vân vân. Mà sư nhớ sư bà dạy sư nha, đừng bao giờ nguyền rủa đệ tử mình là đồ quỷ nha, nó sẽ thành quỷ. Các vị dạy con đừng rủa con là đồ quỷ, đồ ma, nó sẽ là quỷ, là ma.
Tại mình là cha mẹ, mình nói vậy là mình chú nguyện nó thành cái đó. Cho nên quỷ ma nó sẵn, nó được phép của phụ huynh rồi, nó nhảy vô. Đáng khảo một, nó khảo 100, 1000. Đừng có tức nha. Mình mới kêu con mình là quỷ, nó chẳng thành quỷ là gì. Cho nên cuối cùng cũng con ơi thôi, con ơi đừng làm như vậy. Rồi vậy chứ mà khi nó xa cha xa mẹ, nó thương cha thương mẹ, nhớ cha nhớ mẹ vô cùng. Cái chửi rủa đánh đập làm chi? Cái sân cái hợp đó nó làm cho các gia đình đổ nát, và nó hủy hoại ngay chính trong tâm mình. Cứ việc gì, hoàn cảnh nào làm bực mình, làm khó chịu thì chúng ta lại nổi cơn thịnh nộ và giận dữ lên, tạo thành một thói quen. Và thói quen đó rằng mọi người phải chiều theo ý mình. Nay đạo tràng mới giơ tay là có 15 người, nhưng còn những người không dám giơ nữa. Chứ không phải là tất cả những người không giơ là không có sân. Phải về xét lại, ai còn sân là phải tu, phải sửa. Tại vì muốn sân là muốn xấu, muốn vô minh, muốn nghèo. Phải chưa nào? Mà muốn đẹp, muốn thông minh, trí tuệ là phải học cái hạnh nhẫn nhục, khiêm cung và không nổi giận. Như Đức Phật trả lời bà Mạt Lợi Phu Nhân rằng muốn xinh đẹp là khiêm cung nhẫn nhục và đừng nóng giận. Và khi trả lời cho các cô hoa hậu, các cô xinh đẹp là bởi vì kiếp trước các cô không có nóng giận á, thì mọi người mới ồ lên một tiếng. Nhưng lạ thay, những người xinh đẹp lại thường là hung dữ mới kỳ. Ai kiếp này xinh đẹp mà hung dữ thì kiếp sau không đẹp nữa đâu. Đi 10 cái thẩm mỹ viện cũng vậy thôi. Cứ nắm chắc là nay mình khiêm cung, nhu hòa, nhẫn nhục, kiếp này có xấu một chút chứ kiếp sau bảo đảm là xinh đẹp và phúc hậu nữa. Chứ người người đẹp mà dữ đó. Chứ đẹp có nhiều cái nét đẹp khác nhau. Đẹp mà hiền hậu, đẹp mà khiêm cung, đẹp mà cũng ai cũng yêu quý. Có những cái đẹp mà ai cũng khinh thường, ai cũng chọc ghẹo được. Chúng ta phải xem lại, có nhiều cái đẹp khác nhau, cũng là do cái nhân sự tu tập của mình. Cho nên khi chúng ta mất bình tĩnh và không kềm chế được cơn giận, thì trước hết là cách nói, là thái độ, phải chưa nào, là nét mặt, là sự bực tức. Cái giọng nói của sư nói chuyện với các vị bây giờ có dễ nghe không? Có dễ nghe không? Có dễ thương không? Nhưng mà khi nóng giận lên các vị có nghe chưa? Chưa. Bây giờ làm á thì mà giờ mình làm thử thì nó kỳ quá phải không? À, đó, làm thử thì nó kỳ quá. Nhưng các vị về chùa ở với sư vài ba ngày sẽ biết. Cũng như sư về nhà các vị vài ngày sư sẽ biết. Ngoài trừ 15 vị giơ tay ra còn những ai là nóng giận nữa, thì phải sống bên cạnh mới biết cái sức khiêm cung nhẫn nhục của người đó đến chừng nào. Và đó thể hiện lực tu của chúng ta. Giọng nói sẽ khác thường, sẽ cao lên, sẽ hét lên, đúng chưa nào? Nét mặt sẽ xấu xí đi vì nhăn nhó, thấy chưa nào? Có nhiều người có cái tật vừa la lại vừa khạc. Vì la thì đàn lên, cái vừa la hai câu, cái khạc một cái, la hai câu, trời ơi, khạc lên một cái. Mà la riết cho đến khi nào mà chấm dứt cơn nóng giận rồi thì cái cổ nó cũng bị la, bị viêm luôn, tại vì vừa la rồi vừa khạc, nó xuất huyết máu ở đây. Nên giọng nói là khác thường, không còn dịu dàng dễ thương, phải chưa nào? Thái độ thì là hung hăng, mặt mày thì cáu kỉnh. Lúc đó mà có đứa nhỏ nào nó bí mật nó quay phim cái lúc mình đang giận á, rồi cái ba mở ba coi nè, cái mình nói trời ơi, diễn tôi đóng hồi nào vậy, đâu phải ba. Ba đóng kịch chứ đâu phải ba. Mình không dám nhận đâu. Nó xấu lắm mà hung hăng lắm. Mà những cô gái đẹp mà khi chửi lên á, thì lúc đó cái dáng mạo nó cũng còn đẹp dữ nữa chứ. Đẹp trong mặt kép. Và chống nặng phải chưa nào? Đã ửa ngực phải chưa nào? Đã ngửa mặt phải chưa? Rồi hét rồi la. Tóc tai đã bù rối phải chưa? Đó có người thu băng chụp hình lại mới biết được. Cái sự nóng giận làm cho con người biến đổi diện mạo. Mà từ cái diện mạo như vậy sẽ biết ở trong tâm các vị chịu một cái áp lực rất lớn. Nó kích động, nó làm cho quát tháo, la hét, lớn tiếng, đá, đóng cửa một cái rầm, đập đổ đồ, đập bàn, thấy chưa nào? Có khi đập chén, đập tô, đổ nồi cơm, vân vân. Và trong những cái trường hợp cực độ như vậy,
có những người đã qua đời vì tức giận, mà người ta thường hay nói là đột quỵ. Đột quỵ cũng có những người bệnh, suy tim đến mức độ đột quỵ, và có những người nóng giận và đột quỵ. Cho nên tất cả những sự nóng giận đều đưa đến những cái quả báo không lường. Nói cho hết là cái sự giận dữ đó thay đổi theo cường độ. Với người nóng tính nó dễ bộc phát, người ôn hòa thì có vẻ trầm tĩnh. Nhưng có thể có người ta trầm tĩnh nhưng mà nuôi lòng oán hận dài lâu, có nghĩa là không có la lên, nhưng mà ở trong tâm sao phải không? Hãy đợi đấy, anh hùng 10 năm trả thù chưa muộn. À, đúng chưa nào? Cho nên những con người đó độc đáo lắm, ta sẽ đợi đến đúng giờ đúng khắc người ta trả thù đối phương, không còn trở tay kịp. Và Đức Phật gọi những cái trường hợp đó như thế nào? Kinh Pháp Cú Phật dạy: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Nếu mình nói hãy đợi, đấy là cái tâm mình nuôi một cái mầm oán thù nóng giận trong tâm. Người đó có an lạc không? Không. Ăn cơm có ngon không? Không. Ngủ có ngon không? Không. Cho nên đặt mình xuống mà ngủ liền là cứ coi như là mình không có oán hận. Nhưng mà thức dậy cái bắt đầu nhớ liền. Phải chưa nào? Tao ngủ thôi chứ thức dậy tao nhớ con mẹ đó liền, là sư từng nghe cái câu nói đó đó nghe. Đó. Cho nên có những người, người ta trả thù bằng cách thuê người tạt axit, thuê người đốt nhà, thuê người cướp của, chứ không cần, chứ người đó không cần làm. Bản thân ta không thiếu, nhưng ta thuê người làm để chứng kiến sự đau khổ của kẻ thù. Và đối với nhà Phật đó là ác. Chúng ta hãy hóa giải tất cả những sự hận thù nóng giận đó bằng các pháp tu tập trong chánh niệm, đúng chánh pháp. Người mà nuôi lòng oán hận lâu dài thì sau khi cơn giận trôi qua rồi đó thì không dễ dàng tha thứ. Nó nuôi ở trong lòng đó. Nổi giận thì hét lên mà đi tiếp tục nuôi nấng cái niềm oán hận trong lòng. Nhưng có người rất là sợ lợi. Trời ơi, tôi giận anh dữ lắm đó nghe, nhưng mà thôi tôi biết tu rồi tôi bỏ qua. Nhưng mà tôi bữa đó tôi nói cho anh biết, anh nói rất là sai, không có đúng. Cái người đó là đáng khen. Có sức điềm tĩnh khi người ta chửi hoặc mắng nhiếc mình, mình không nói gì hết. Sau đó một ngày đẹp trời, hai người bạn gặp nhau. Bữa đó tôi nóng lắm à, mà tôi kềm lại, bởi vì tôi nhớ mình là người Phật tử, con Phật. Nhưng mà bữa đó là anh trật, anh sai. Thì trong cái sự điều hòa như vậy, người bạn sẽ tiếp thu. Những người không biết tu khó mà được cái điều đó lắm. Sẽ đánh nhau bằng dao kiếm gậy gộc, bằng miệng lưỡi, bằng vật lộn, bằng chửi bới, bằng con cháu, bằng thân, bằng quyến thuộc. Lôi ra phe nào đông là thắng, đủ cách để đem lại sự chiến thắng. Mà sự chiến thắng đó không bao giờ đem lại niềm an lạc. Sức đầu vỡ trán rồi, bên nào cũng thở hì hà hì hục và chửi bới, và về nhà chẳng ai có niềm an lạc. Cho nên sự nóng giận ở trong tâm và thù hằn nó giống như chiến tranh, nó đem lại sự đau khổ đời này sang đời khác. Ấn Độ có thánh Gandhi, người ta ca ngợi là một vị thánh, bởi vì là ông lấy lại nền độc lập cho đất nước Ấn Độ bằng bất bạo động, không có đổ máu. Ông nhịn đói, mặc áo vải, vải tự mình dệt tay, mặc đồ trắng, uống nước lã, cho đến khi là thực dân ăn phải trao lại nền độc lập cho Ấn Độ mà không rớt một giọt máu. Cho nên người ta xem Gandhi là một vị thánh, giành lại nền độc lập cho Ấn Độ bằng phương pháp bất bạo động. Chúng ta không sống trong chiến tranh, mà trong tâm lúc nào cũng có chiến tranh, bởi vì nuôi những cảm giác tức giận, hận thù. Vì vậy, cái khác nhau giữa con người có sân hay không là tần số cảm xúc. Những người ôn hòa nhất cũng có những lúc biểu lộ sự bực mình, nhưng mà rồi tự la hóa giải rất nhanh. Còn người nóng nảy thì bộc phát cái sự nóng nảy đó bằng đập, bằng hét, đánh đấm, chửi mắng, rồi cơn giận mới qua. Và hai người thì cái người nóng giận già hơn cái người ôn hòa. Cái người dễ thương, ôn hòa, ít nóng giận, trẻ lâu, xinh đẹp. Còn người hay nóng giận, hay chửi bới, chóng già, chóng chết và ăn ít có biết ngon,
ngủ ít có say. Đồng ý chưa? Đồng ý hay không phải tư niệm thật, phải suy xét. Chứ bây giờ phải vỗ tay cho sư vui lòng, chứ sư ở xa xuống mà. Mình phải xét, xét lại coi khi mình nóng lên cái bữa đó mình ăn cơm có sao, ngon không. Mình đập bể hết một chồng tô kiểu mà bà xã mình hay đem để cúng đó, mình đập hết rồi mình có thấy vui không? Đập móp hết mấy cái nồi rồi mình có thấy hay không? Mình cũng phải xét lại. Rồi con cái chửi mắng lại cha mẹ, tội lỗi như vậy, ngang đọa địa ngục A Tỳ, có hạnh phúc khi mình lấy cái sân hận mình trút lên người sanh thành mình không? Và người vợ đó, ngày xưa tôi nói A Nậu Lâu Đà mù, nhưng mà đắc thiên nhãn thông, có thể đi xuống địa ngục để nhìn thấy các cảnh giới địa ngục. Thì ông nói dưới đó người phụ nữ đông quá à, người nữ nhiều hơn người nam. Hỏi sao vậy? Sân quá, nóng quá, dữ quá, cho nên người nữ dưới địa ngục nhiều. Mà hỏi ai sân ai nóng thì bên nam giơ tay nhiều, nhưng mà ai chửi bới nhiều thì nữ giơ tay nha. Chửi nữ chửi dai dữ lắm, tại vì đánh không được, đá không được, đấm không được nên chửi. Còn mấy ông đập cái rầm một cái bể tan tành cái hết cơn nóng. Còn mấy bà đập thì tiếc của, thấy chưa? Đánh đá thì không làm được, nên chửi riết. Mà cái tội chửi đó thành ra xuống địa ngục đông hơn đàn ông. Cho nên chúng ta phải tu cái miệng, đừng có nóng giận sân hận. Và đừng có nói mình chửi là mình không có tội. Dạ thưa thầy, con khẩu xà tâm Phật. Mô Phật không có đâu. Đã tâm Phật thì cho cái khẩu cũng Phật luôn đi. Đó, chứ đừng có khẩu xà tâm Phật là xạo. Thấy chưa? Tâm mình nóng nảy, hung hăng cho nên miệng mình mới chửi bới. Đó, vì vậy chúng ta không nên giận dữ. Giận dữ là một lối sống không thể chấp nhận trong một cái thế giới hiện nay không còn chiến tranh. Và cha ông ta đã hy sinh quá nhiều trong chiến tranh rồi. Bây giờ là xây dựng xã hội hòa bình, văn minh, hạnh phúc. Mà nhiều khu phố đều khu phố văn minh, gia đình văn hóa. Nhưng mà kiểm tra cái chất lượng đó hay không là trong nhà có nhiều người nóng giận hay không. Chứ khỏi kiểm tra bằng giấy khen, bằng khen. Mà kiểm tra là trong nhà đó có nhiều người nóng giận, sân hận, chửi bới hay không. Nếu ít và không có, đó là gia đình văn hóa, văn minh. Tình thương từ trái tim mà ra thì sân hận cũng từ tâm mà ra. Thì các vị đừng có nói sân hận là do người ta thắp cho mình. Mình sân cho mình thích đến ngọn lửa sân, để cùng bắt lửa sân. Còn người điềm đạm ôn hòa, đi đến đâu lửa tắt đến đó. Cho nên người ta mới nói Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cho lửa sân dập tắt. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cho núi đao được ngã sập. Lửa sân ở trong tâm đó, núi đao lòng hận thù ở chính trong tâm mình đó. Có nhiều em sinh viên nói trời ơi sư ơi, con phục quá làm sao mà mình tu giống Quan Âm con mới thích. Nó làm sao? Nó núi đao có nhìn vô cái núi sập xuống, lửa đang cháy cái tắt lửa liền, nước đang ngập cái nhìn tới cái nước lặn xuống liền. Tức là nó nghĩ tới thần thông, chứ không biết cái ý của chư Phật chư Bồ Tát là muốn chúng ta tu từ trong tâm. Nước cành dương bình tịnh thủy của Phật rưới mát tâm con, tức là tâm mình tự tách lửa, không sân hận. Chứ trời ơi tôi nóng quá, lúc đó mẹ Quan Âm không có rưới nước cho tôi gì hết trơn à. Đó, không ai rưới bằng tự chúng ta chánh niệm tỉnh giác để biết rằng tình thương từ trái tim và sân hận cũng bắt nguồn từ trong cõi lòng của mình. Sân hận làm cho đời ta đau khổ, và cái gì không được như ý đời ta cũng đau khổ, chúng ta sẽ sân hận. Mà nếu chúng ta lúc nào cũng truy về nhân quả, chúng ta chẳng bao giờ giận ai. Ta muốn giàu mà chẳng giàu, chúng ta biết mình ít gieo nhân bố thí cúng dường trong nhiều kiếp, thậm chí là bỏn sẻn keo kiệt, cho nay phải nghèo. Và vì vậy phải tu. Tu là hoan hỷ, tu là cởi mở, là vui mừng trong sự bố thí giàu sang của kẻ khác. Tức là tu từ cái tâm, không đợi giàu mới bố thí, mà tập bố thí khi mình còn trong cảnh thiếu thốn khó khăn, thì cái tâm mình mới mở rộng, mình mới có sự an vui. Chúng ta đừng nghĩ cái gì cũng được như ý mình, khi cái nhân của mình tu là quá kém cỏi. Đức Phật đầy đủ các tướng tốt, đầy đủ các vẻ đẹp,
là bởi vì từ vô lượng kiếp chỉ vì chúng sanh mà chẳng bao giờ sân hận. Mình có vì ai đâu vì mình không à, mà mình lại dễ sân. Thấy chưa nào? Tôi nói tôi ăn cơm với cái món này mà sao không có, là mình đã sân lên rồi. Có nhiều người ăn phải theo ý, ăn không theo ý ăn không được, nổi sân. Cho nên nhiều khi vợ con khổ vì cái miếng ăn của người cha, người chồng. Và Đức Phật không bao giờ chấp nhận một trạng thái sân hận nào. Sân hận là một trạng thái tâm thần. Chứ còn chúng ta nghĩ tâm thần là vô nhà thương điên, thấy chưa? Đó, vô nhà thương điên, rồi là không biết mình đang làm gì, không biết mình đang ăn cái gì và nói lảm nhảm bậy bạ. Thì trạng thái đó là cái thần kinh đó là coi như là cái nghiệp quả làm cho con người mất hết trí tuệ. Nhưng cái mà mình nóng giận thì với Đức Phật nói đó là một trạng thái điên loạn, không tự kiềm chế được mình, đó là điên loạn. Cho nên khi chúng ta theo Phật, nghe Pháp mà nóng, chúng ta không biết mình đang nóng, la cho hết nửa tiếng, một giờ mới nguôi là chúng ta biết chúng ta vừa mới điên một giờ đồng hồ. Để sư dòm lại một cái chuyện của sư cho các vị nghe nha. Lúc đó sư đã là một giảng sư rồi, nhưng mà giảng sư cách đây 10 năm, tức là sư còn đang học bên Ấn Độ. Mỗi một lần được về đó để làm lại visa đó thì người ta đã mời đi giảng rồi. Chắc là mình cũng đi giảng mấy kiếp rồi, cho nên kiếp này là còn con nít, người ta đã mời đi giảng. Vô không có biết giảng gì đó, kể chuyện Ấn Độ không thích nghe nữa. Nói sư kể chuyện đi, tụi con cũng nghe nữa. Cho nên hết chỗ này mời đến chỗ kia mời. Lúc đó người ta mời, ta giới thiệu sư cô Thích Nữ Hương Nhũ đang du học tại Ấn Độ, vỗ tay rầm 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 hết. Cho nên chưa có phải là giảng sư thực thụ, mà phải nói là hiu hiu tự đắc, phải không? Đi đâu người ta cũng quý, đi đâu cũng tặng quà, đi đâu cũng biếu này biếu kia hết. Thích thú trong cái gì đó, vật dục đó, tiếng khen đó, thành danh đó. Mình cũng không biết cái tâm mình sao đâu, chưa có biết đâu. Lớn lên ha, rồi mới tự kiểm lại. Cái sự suy nghĩ, cái tu tập của mình nó đem lại cho mình bao nhiêu sự an lạc. Mình thích cái đó, an lạc hay bất an, mình phải tự kiểm chứng cái tâm mình. Lúc đó mới biết tu, chứ còn lúc đầu chỉ là tu là cái phước của mình. Kiếp trước có tu, kiếp này tu tiếp thôi. Kiếp trước có giảng, nay giảng nữa thôi, chứ chưa biết tu cho mình được an lạc đâu. Và cái gì cũng phước báo thì thấy thích thôi, chứ mình đâu có biết khi gặp nghịch cảnh mình sẽ ra sao. Sư kể anh câu chuyện có thật 100%. Là lúc đó ngôi chùa nào mời sư xuống giảng nè, tại Sài Gòn. Rồi sư giảng xong đó thì lúc đó là 12 giờ trưa. Thì sư nói sư phải về liền, vì chiều nay 2 giờ sư giảng pháp tại Quan Âm Tu Viện, là chùa của sư lúc đó. Thì cái ni sư nói trời lâu ngày lắm Hương Nhũ mới về, ở đây ăn cơm, các em làm nhiều món này món kia đãi Hương Nhũ lắm. Cuối cùng ở lại ăn cơm. Rồi xảy ra 12 giờ trưa, tôi nói mặt trời đứng bóng nó nắng giữa mùa hè. Thì lúc đó có một em nó đi Honda, nó chở sư đi dạy. Ni sư nói thôi để gọi xe taxi cho sư về, trời nắng lắm, sư đi Honda về sư bên á. Mà thiệt sự lúc đó nhìn nắng ngán quá. Lúc đó thì mình leo lên xe Honda, em mình nó chở cũng được, nhưng mà nghe sư gợi ý một cái thấy cũng xuôi tai. Còn gì bằng lên taxi mở máy lạnh chạy về chùa. Cho nên đứa em thì đi Honda, nói con lựa bóng cây mát anh chạy nghe. Cũng từ bi lắm, nói một câu đó đó. Mà làm gì có chuyện lựa bóng cây mát mà chạy, phải chưa nào? Mà chạy ra đường thì điều kiện gì cũng phải chấp nhận thôi. Còn sư leo lên xe sư về cái đã. Nhưng mà trời bất dung nhan các vị. Leo lên cái xe mà sư còn nhớ là bảng taxi Hoàng Long. Ai ở Sài Gòn thì nghe cái tên xe đó quen thuộc hơn là các xe Mai Linh hay là Vinason vân vân. Xe đó màu xanh lá cây. Nó leo lên trời ơi nó nóng còn hơn là lửa thiêu đốt. Chú ơi chú mở máy lạnh, chú ơi nóng quá. Sư đi xe taxi là bởi vì là nóng quá đó, sư không đi Honda đó, chứ sư có xe. Cái chú tài xế nói làm sao biết không? Sư ngồi chút đi sư. Tại vì xe con từ sáng giờ đậu ở bến xe Hàng Xanh, đâu có cuốc nào đâu, nó mặt trời nó chiếu vô nó nóng. Vì vậy là phải một hồi lâu nó mới mát được. Nghe cũng tội, thôi mình ngồi im ở trong xe mình chịu đựng. Nó còn nóng dữ dội, nó ngồi qua 10 phút rồi nó không nghe một cái hơi lạnh nào trong cái xe nó toát ra hết.
Cái nói trời ơi nóng quá chú ơi, sau 10 phút rồi cũng không thấy cái xe nó mát lên miếng nào á. Mở cửa đi sư ơi. Ông nói mình mở cửa sổ đi. Đó. Sao kỳ vậy chú? Mở cửa mà cái đường Thủ Đức cũng đang làm bụi dữ lắm. Sư nói trời ơi mở cửa hả, bụi nó nóng dữ lắm. Nói sư thông cảm đi, từ sáng đến giờ là không có cuốc nào. Mà sư leo lên á, máy lạnh nó hư. Xe nó không hư mà xe sư trèo lên xe cái máy lạnh nó hư. Các vị nghe rõ chưa? Tức là ông muốn nói là sư và doanh nghiệp sư nặng lắm. Xe người ta chạy ngon lắm mà sư leo lên xe người ta hư mất. Trong lòng sư cuồn cuộn một cái nỗi niềm tức giận. Trời ơi mình đi đến đâu người ta cũng sư cô hương nhũ du học tại Ấn Độ, đang làm luận án tiến sĩ đồ, trời ta giới thiệu vậy mà leo lên nó nói sư leo lên xe con hư à. Mà nó nói nó còn cười cười nữa chứ. Trong bụng sư nói trời mình có tiền mà làm gì mình phải tội nghiệp như vậy. Bắt đầu là trong bụng sư sẽ là đi xuống. Bắt đầu ông mới bấm cái nút gì là bốn cái cửa nó mở hết. Gió mát chưa sư, còn hỏi một câu nữa chứ. Không trả lời. Quyết định là sẽ leo xuống xe. Nhưng mà lúc đó cũng còn chút bình tĩnh. Nhìn ra đường các vị vắng te, không có bóng người, không có một chiếc xe qua lại. Mà em mình nó chạy về mất đất 8 đời rồi. Mình nhìn qua nhìn lại, trời ơi, nếu mà xuống đường mà đứng nắng kiểu này là còn chết nữa. Mà về là trễ giờ dậy bắt quan trai buổi chiều. Cho nên cuối cùng ngồi yên trong xe. Chứ lúc đó nóng hơn chút nữa là xuống đất đứng nha, đứng tới chiều luôn á. Cho nên là kềm cái sự nóng giận xuống, quay cái kính xe xuống, đưa mặt ra ngoài càng nóng hơn, cho nên bắt đầu lấy cuốn tập ra quạt. Chưa hết, bắt đầu cái ông tài xế này, ông nói ông từng xe ông chở các sư các thầy nhiều rồi, ông giảng pháp cho mình nghe, các vị biết không? Ông nói ngày xưa Đức Phật dạy kham nhẫn à, mà con đâu biết kham nhẫn là cái gì đâu sư. Thành ra nóng mấy cũng chịu. Trời ông giảng lại mình vậy nữa. Trời ơi sư nói trời ơi và em mình đập chết. Nhưng mà bây giờ mình á, một vị sư đầu mình dày, áo mình dày, mà mình đi cãi nhau với ông, trên ngồi im mà trong bụng sư là chửi ông không ngừng. Chửi thì không có biết chửi vậy, chửi đồ lừa đảo, đồ cướp giật gì đó, trong bụng sư chửi vậy phải không? Không xuống. Thấy xuống thì không có xe về thôi. Chưa hết đâu các vị. Xuống tới cổng chùa Quan Âm tu viện, các em nó chạy ra. Nó đón sư về. Sư về, sư về. À, mình đang bực rồi, sư về cái gì mình không muốn nói gì hết. Cái ông nói lúc đó sư nhớ cái kim đồng hồ là 200.000 đồng, cách đây mấy năm rồi. Ông nói dạ còn tiền cổng nữa sư, mình biết cái tiền cổng đi vô cổng đó, đi qua trạm thu phí đó. Đó thì đó, đi qua có một cái trạm thu phí duy nhất là trạm thu phí Bình Dương là đóng tiền thôi, thì có 10.000 thôi. Nhưng mà ông nói là 220.000 nó đã lấy gấp đôi rồi. Chắc mình không biết còn trạm nào không, chắc mình cũng không để ý. Cái nó ủa à, cái ông nói xin lỗi sư 240 chứ. Cái mình nói ủa sao mới nó 220 tăng lên 240. Mới dạy còn dòng đi ra nữa chứ sư. Không chở sư lên tới đây rồi đâu có bắt đi ra làm chi. Cho nên sư làm ơn cho 240 đi sư. Các sư từ bi cho rồi. Chắc là xe mà mát mẻ thì chắc mình cũng vui vẻ. Mà mình tức, nãy giờ ông hành hạ mình trong xe nóng, thuyết pháp cho mình nghe nữa chứ. Trời ơi, sư móc ra tiền ra 220, rồi sư đưa thêm 20. Mà sư nói, tôi thề không bao giờ đi xe Hoàng Long. Chứ cũng kềm, không có chửi. Không có chửi câu nào, nhưng mà tức lắm. Cái ông cầm số tiền, cảm ơn sư. Trời ơi, chưa có sư nào mà dễ thương bằng sư á. Nhưng mà các vị biết không, nếu mình nổi nóng với ông sẽ nói sư mà nổi nóng. Cho mình phải ráng. Sư mà, cho nên mình ít dám nổi nóng với người ngoài. Mà người thân mình thì mình sẽ không kèm được. Đồng ý không? Tại thân sao mà mình, thân mình không có ngán, thân mấy cũng có bỏ. Cho nên bắt đầu quay ra là 4-5 đứa em nó đang đó. Sư về, sư về, sư cái gì? Nạt lên, đó. Cái một đứa nhỏ, thưa sư, có thằng cô chờ sư từ sáng tới giờ, không tiếp khách gì hết. Đó, tiếp một câu nữa. Bắt đầu đi, sư đi vô trong, lúc sư ở sát bên sư bà. Bắt đầu là hồi nhỏ thì có cái tính sùng thì hay giậm chân, đi tu thì bỏ rồi, học hoài oai nghi rồi không dám.
Và lúc đó sư đi hình hình hình, và trong cốc sư bà nuôi trên 30 con chó. Ta phóng sanh là ông nuôi hết, phóng sanh chó ông nuôi hết trơn, cho nó nghe kinh, nó đắc phục nhân thân quy đầu Phật pháp tăng tam bảo. Mà mình đi nhẹ nhẹ thì không sao, mình đi thình thình nó sủa đồng loạt 30 con. Tại vì trong cốc, trong thất của già của sư bà không có ai mà đi dậm chân dậm cẳng có mình. Chó nó đồng loạt nó sủa vang trời lên hết. Sư bà hỏi đứa nào bay, mình không trả lời. Đó, mình đi vô. Cái chồng tài liệu mới đi dậy, mở tủ. Mình quăng trong tủ cái rầm. Rồi mình đóng tủ một cái rầm. Sư bà nói đứa nào đó. Cái xong. Dạ thưa thầy con. Giọng hết sức dịu dàng, mới đi giảng về mà. Ủa sao chó la dữ vậy con? Dạ thưa thầy nó mừng con á. À nói láo con nghe luôn đó không. Vậy mà thầy sư biết, tại cái tiếng dép đi là biết không bình thường. Nhưng ra ông không nói tiếng nào hết. Chiều nay con giảng bài gì con biết không? Trời ơi trời xui đất khiến, chiều đó giảng bài tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là cái gì? À từ bi hỷ xả. Bạch thầy chiều nay con giảng tứ vô lượng tâm. À sư nhìn cái bảng có cổng với từ bi hỷ xả ngay trước mặt nó kìa. Sư bà nói cái đề tài đó hay á con. Con giảng đề tài từ bi hỷ xả rất là hay và phù hợp. Thì cái sư bà từ từ đi vô phòng đóng cửa lại. Sư quê ta nói quê không thể nào mà có thể nói được. Bắt đầu lúc đó sư đi ra tiếp khách. Cái bà khách chờ từ sáng rồi, không biết bà nào. À, sư ra nói chuyện từ tốn khoan dung. À, và hoàn toàn không có muốn nhớ gì tới cái xe taxi đó nữa. Và chiều hôm đó sư giảng bài. Và tánh sư á, thì ít có nói lý thuyết, thích kể chuyện nhiều hơn. Cho nên con nít nó thích hơn người lớn. Thấy chưa nào? Không biết đạo tràng Long Hoa thì sao, chứ còn người lớn cũng ít có thích sư giảng lắm. Thích kể chuyện người nhiều hơn. Cho nên vô giảng chập rồi cũng kể chuyện. Kể chuyện hồi kể lại cái chuyện ông taxi Hoàng Long. Thấy chưa nào? Ai ngờ đó sư bà từ trong thất từ từ chống gậy đi ra. Từ từ đứng ở sau lưng mình á. Thấy chưa? Mình vẫn giảng thao thao bất tuyệt. Sư đưa 240.000, sư không nói ống một tiếng nào hết. À, ý là mình từ bi hỷ xả mà, thấy không? Cái sư bà mới phải rồi, chỉ có mấy con chó nó la rồng lên nó không chịu thôi. À, sư bà biết là cái tâm của mình thì sân, mình cố kềm, cố hãm. À, và các vị biết không? Tuy là có sư bà cứu cho cái giây phút đó để cho chiều đó mình giảng Bát Quan Trai được. Nhưng mà mình vẫn nhớ cái tâm niệm của mình ngồi từ Sài Gòn để về tới chùa, là tâm trạng của mình giống như địa ngục. Nó nóng ở ngoài trời, lửa ở trong tâm nó cháy còn nhiều hơn, bốc phừng phừng phừng. Lúc đó có những niệm ác nó khởi lên nữa. Đó, niệm ác khởi lên nó trời ơi là trời. Cái ông này xong, cái miệng ông tự nhiên nó im không nói được đi, khởi những cái tâm nó nữa. Tại vì ông thuyết pháp liên tục cho sư nghe. Thế nên những cái chuyện vì hoàn cảnh bất như ý nó sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Và với người ngoài, với cấp trên, với các sư, các thầy đôi khi có thể nhẫn được một chút. Nhưng vợ, con, người thân yêu chúng ta khó mà nhẫn được. Cho nên còn yêu nhau thì chiều hết mức. Lấy nhau rồi thì sự thật hiển bày. Sư kể, ông thầy giáo dạy sư kể chuyện. Ông nói hồi đó đó tôi yêu bà đó, mà hai ông bà mập lắm, dạy sư trong khoa tiếng Nga đó, hai ông bà mập dữ lắm. Vậy mà ngày nào đó, cái thời đó khó khăn lắm, ông đón bà bằng xe đạp không à, mà lên dốc đạp phăng phăng luôn. Mà lúc đó cô cũng mập nữa, hai thầy cô lấy nhau lớn tuổi rồi. Anh ơi anh lên dốc có mệt không, thôi để em đi bộ. Mà ông nói tôi mệt dữ lắm chứ, mà tôi nói cũng phình phường. Cũng phình phường, tức là nói chữ bình thường không nổi. Thay vì nói cũng bình thường mà nói không nổi, nói cũng phình phường. Thấy chưa? Vừa thở vừa đạp vừa nói vậy. Bà nói đúng là mình chọn đúng đối tượng rồi. Yêu mình đến mức độ mà nói không nổi vẫn đạp. Thì ông kể tới đó là nghỉ. Cái khúc sau bà kể tiếp. Trời ơi,
Vậy chứ mà đến khi lấy nhau rồi hả, đi 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 chợ về hả, một đứa con nhỏ, hai túi sách, rồi sách vở, chứ tôi đàn ông mà ấm con mà sách vở cái gì. Thế là một đứa con đeo ở trước bụng, hai vợ hai bên mà phải mua cái đồ ăn mà ý ông thích. À, mà lúc đi hông đa chứ không phải là đi xe đạp. À, anh chạy vô trong chợ đón em chút anh. Bà chịu khó ra đi bà, chứ còn không còn là cũng phình phường như ngày xưa nữa. Cho nên là tình chỉ đẹp chứ còn dang dở là vậy. Mà cái lúc đó là sân chết luôn đó nha. Lúc đó mà bà năn nỉ thêm một câu nữa là ông sân liền đó. Cho nên là nhiều khi chúng ta thấy sư coi trên mạng, đứa con khi cha nội sinh đốt cháy đứa con mà đi sang cái bệnh viện ở nước ngoài đó, bây giờ nó mới chữa lành các vết thương ở trên mặt để nở nụ cười đầu tiên sau cả tháng trời chữa trị, mà cha nội sinh mà liệm con vô lửa, vô thùng xăng đốt cháy, các vị nghĩ như thế nào? Lòng dạ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh chứ đâu phải là con người. Cho nên sư hay nói trong con người ta đi qua các cõi giới, bao nhiêu cõi giới trong một ngày, mà sân hận nhiều tức là cõi giới của địa ngục, mà tham lam nhiều là ngạ quỷ, mà si mê nhiều là súc sanh. Chân sư nói ngồi trên chiếc xe từ Sài Gòn đi về chùa là sư sống trong địa ngục, là bởi vì chỉ có lửa sân bốc cháy trong lòng. Chứ phải mà mình đi giảng về mình an vui, mình tự tại mà mình niệm Phật đâu có bốc lửa cháy. Cho nên cái người cha mà quăng đứa con vào lửa thì lửa địa ngục cháy và lòng tham của ngạ quỷ đốt cho nó đốt cháy đứa con. Và ngày hôm qua là sư đọc cái bài báo là đứa con nó nở nụ cười méo mó đầu tiên khi trên mặt mắt mũi nó đã tất cả đã là biến dạng hết rồi, mà bắt đầu nó nở được nụ cười đầu tiên tức là nó cứu sống được. Nhưng mà sự biến dạng thì không thể nào có thể hàn gắn lại những vết thương đó. Do vậy những câu chuyện vui đó chúng ta muốn nói lại với nhau, trên đời này ai cũng trải qua cái nỗi sân và lòng giận. Bởi vì cái sân hận nó sanh ra cùng với kiếp con người. Con người sanh ra là cái sân đi kèm, cái tham đi kèm, cái si đi kèm. Chứ đừng nói lớn mới sân. Các vị thấy đứa nhỏ chưa biết nói, chưa biết bò biết lật gì hết, mà cái gì không vừa ý nó khóc thét lên và nó tím ngắt, hai tay nó nắm chặt lại là nó không chịu. Có phải vậy không? Đó, cái sân nó đã đi theo con người lúc lọt lòng. Và khi cái thần thức vào trong bào thai mẹ, nó đã mang cái hạt giống của tham sân si, thần thức đó đi vào thai mẹ rồi. Cho nên cái sân đó chưa chắc là do môi trường, cái môi trường góp phần thêm là cái duyên, nhưng chính là do sự tu tập của mình, cách sống của mình, nó kết lên cái bào thai. Con người sanh ra đã cọc cằn hung hăng, con người sanh ra nhu hòa nhẫn nại, đó là kết quả tu của kiếp sống trước. Mà kiếp này mà không chuyển hóa, không tu tập, chúng ta sẽ bị nặng lên, nặng lên. Và có nhiều người niệm Phật mà lúc chết sân vẫn đọa địa ngục như thường. Ai nói người ta giờ tu 125 khóa long qua rồi, chết chắc chắn về Di Đà Tây Phương, ai dám quả quyết điều đó? Không. Chỉ ai khẳng định đến chết vẫn còn chánh niệm thì lúc đó mới về Tây Phương. Lúc đó 1 tiếng cho đến 7 tiếng trong chánh niệm, cái lúc lâm chung đó mới được về Tây Phương. Nhưng mà lúc đó 1 tiếng còn không có, mà cái niệm sân nó vô nữa thì lập tức chúng ta sẽ đi theo cái ánh sáng của địa ngục và ngạ quỷ. Lúc đó các ánh sáng đều sáng như nhau, và chúng ta không phân định được ánh sáng nào là của chư Phật. Ánh sáng chư Phật nó có lòng từ, nó nhiếp phục, nhưng mà mình tâm ác cho nên mình đi theo ánh sáng của địa ngục và ngạ quỷ mà không nhiếp được, không khế hợp được với ánh sáng của chư Phật. Cho nên niệm Phật mà không khắc chế tu chuyển hóa lòng sân giận thì chúng ta cũng khó về Tây Phương Cực Lạc. Tín là niềm tin, mà hạnh là lập hạnh, là đạo đức, là chuyển hóa tham sân si. Mà hôm nay là sư nói chuyển hóa lòng sân hận. Cho nên chúng ta hãy ráng cố gắng để mà khắc chế sự sân hận. Một người giám đốc, một người chủ, một người cha, người mẹ, người anh chị, đến một người thầy mà vui vẻ, mà tốt bụng,
sẵn sàng giúp đỡ thì ai cũng yêu thương. Còn một người lúc nào cũng sẵn sàng nổi nóng, hét la thì người ta có quý kính cách mấy, người ta cũng sợ hãi, lánh xa. Chúng ta có nhiều pháp gì hay người ta cũng không dám học. Ta nói hiểu không? Dạ không. Mình nạt người ta ngu, đồ dốt, đồ bò, đồ trâu thì người ta không dám lại gần. Cho nên chỉ bằng tâm từ, tính tình đức hạnh của chúng ta ảnh hưởng với tất cả những người xung quanh, như Đức Phật đem lòng từ mà nhiếp phục chúng sanh. Chúng ta là một thành phần, một thành viên trong thế giới. Lòng từ của chúng ta gây ảnh hưởng tốt cho môi trường xung quanh và chuyển đổi thế giới này. Chúng ta ủng hộ hòa bình bằng cách chuyển hóa sân hận thành yêu thương và tha thứ. Bây giờ chuyển hóa sân hận bằng cách nào? Thứ nhất, chúng ta phải muốn sự cáu kỉnh, nóng giận, sân si lập tức phải ra khỏi tâm ta, như vứt buông bỏ một viên gạch nóng bỏng. Chứ có người thích chơi với sân làm sao? Tất cả chúng ta phải đồng nhất là không thích để cái sân hận trong lòng mình. Cho vậy chúng ta nói phải xem đối tượng có thích nghe không. Đừng có thuyết pháp với người ta không thích nghe. Ta nổi nghe, chọc ta nổi khùng, ta đập lên đầu một cái. Im đi cha, tôi muốn nghe. Cho nên ta nói thuyết pháp có thời, đúng lúc là như vậy. Vì vậy chúng ta phải muốn chuyển hóa sự sân giận. Thứ hai, khi sân giận khởi lên, chúng sẽ nhận chìm chúng ta trước khi phát hiện ra nó. Vì cái sân hận, cái lực của sân nó rất là lớn, rất là mạnh. Cho nên khi cái sân hận mà khởi lên thì nó sẽ nhận chìm, làm chúng ta không biết mình đang làm gì, như một đám mây mù che kín, làm tê liệt hết tất cả mọi thứ. Và nó chỉ giúp cho chúng ta hành động theo cái tập quán vô minh của mình. Ví dụ nóng, đập, đánh, đá, đó là tập quán vô minh. Nghĩa là sự giận dữ khởi lên thì nó chế ngự hoàn toàn tâm thức của mình. Khó có ai mà giận dữ mà tâm vẫn ngập tràn yêu thương, không có đâu, khó lắm. Cho nên để cho chúng ta hiểu được sắc mặt đã bắt đầu biến đổi, ăn nói đã hành học, đã khoa chân múa tay, đã bắt đầu sắc mắng chửi rồi đó, mà muốn phát hiện được cái điều đó phải bằng sức tu của sự chánh niệm. Chánh niệm là gì? Nghe nó trừu tượng quá. Đó, các vị những ngày tu ở tại Long Hoa là tập tu chánh niệm đó. Là sư nói nãy giờ nhưng mà vẫn ngồi nghe, chứ không có bỏ ra ngoài. Sư bắt sư biểu ngồi đây nghe pháp nhưng mà không có ngủ gục, không nghiêng qua nghiêng lại. Cái sức kiên trì tập cho mình sự chánh niệm nghe pháp. Chánh niệm theo dõi tâm, chánh niệm quan sát những việc cần quan sát. Còn cái người không có sự kiên nhẫn khó chuyển hóa lòng sân hận. Người ngồi giảng cho cái giới trẻ mà giảng không hay á, giảng mà không thích thú nha, chọc ra thưa sư con ra ngoài, thưa sau con ra ngoài, đi vệ sinh, chọc đi ra hết hội trường luôn. Nó không có đủ sức kiên nhẫn đâu. Nên làm theo bản năng là giới trẻ. Cho nên sư bà hay dạy sư lắm. Con đi giảng vậy chứ rồi những giây phút con tu đó, con có quay lại, con biết tâm con đang muốn gì không? Thích gì không? Đi giảng người ta ca ngợi mình quá, thích cái đó hay thích cái gì? Có nghe cái tâm mình không? Có lắng nghe tiếng nói của lòng mình không? Sư bà nhắc sư hoài cái đó. Thì chúng ta muốn theo dõi cảm xúc của mình thì phải để ý cái tâm mình. Cái đó là cái khó nhất trong người tu. Mà ai làm được, người đó là người trí tuệ. Chứ không phải người trí tuệ là người nói hay, mà người trí tuệ là người biết mình đang nghĩ gì và có sức kiểm soát chính bản thân mình. Tại nhà hôm nay những người giơ tay biết mình đang nóng giận, bắt đầu từ hôm nay thực tập bài học theo dõi những cơn nóng giận của tâm mình. Thay vì đáp trả, thấy chưa, thì chúng ta lặng lẽ quan sát nó. À, đang nổi cơn nóng đây, sắp sửa hét lên đây, sắp sửa đá đây, đập đây. Trong quan sát như vậy, tự nhiên cơn giận dần dần lắng xuống. Có người theo dõi được cái đó nhưng vẫn la vì cái bản ngã. Quyền của mình vậy mà không la sao? Phải la chứ, cho mọi người biết mình la ai cũng sợ mình. Có người theo dõi được tâm nhưng lại không kềm chế được hành động bởi vì bản ngã quá cao. Các vị nghe có bắt kịp điều này không ạ? Hiểu không? À,
người không theo dõi được cái tâm mình lúc nào giận thì coi như tội nghiệp quá rồi đó, không nói rồi đó. Còn chúng ta phải theo dõi. Chẳng hạn như đói là biết liền, à đi ăn cơm, nhưng mà giận có theo dõi được không? Giống như đang đói mình theo dõi được tâm bụng đói kiếm ăn thì giận có theo dõi được không? Được. Vì đói cũng là cảm xúc, mà giận cũng là cảm xúc, vui buồn đều cảm xúc. Đói no mình biết thì giận hay hết giận mình biết. Nhưng có những người biết mình đang giận, có thể kềm chế nó, có thể control nó, kiểm soát nó, nhưng không. Vì cái tự cao, cái bản ngã, mình phải hét lên cho mọi người thấy cái quyền uy chức vụ và cái khả năng là đánh nam dẹp bắc của mình. Vì vậy chính những điều đó làm cho mình không khắc chế được sự nóng giận. Còn những người có thể theo dõi được cảm giác bực tức nóng nảy thì qua một quá trình quan sát, cơn sân hận lắng dần rồi từ từ suy yếu và biến đi. Như vậy, để cho cần kiểm soát được sự nóng giận, phải tập hướng vào bên trong. Khi chúng ta hướng vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy rõ sự hiện diện của cảm xúc giận dữ. Và khi chúng ta biết được cái sự giận dữ đang nổi lên như vậy, lập tức chúng ta phải chặn đứng bằng cách như sau. Giận dữ đứa con, muốn chửi, muốn hét nó, hãy nhớ lúc nó hiếu đạo, dễ thương với mình. Hãy nhớ những lúc nó cũng chia bùi sẻ ngọt với mình. Giận vợ, giận chồng, hãy nhớ những lúc vợ chồng cùng nhau chịu nhiều cái đắng. Đối với kẻ người dân nước lã, hãy nhớ những cái tốt của họ khi chưa có những cơn nóng giận hoặc mâu thuẫn xảy ra. Hãy nhớ đến cái tốt của người nhiều hơn thì sự oán ghét, nóng giận sẽ được hóa giải một phần. Thứ hai, chánh niệm theo dõi cơn nóng giận sẽ làm cho cái sự nóng giận từ từ lắng xuống. Thứ ba, sự tức giận sẽ tự tan biến mà không cần phải đè nén, không cần phải nghiến răng, nắm chặt bàn tay hoặc dùng sức mạnh tinh thần để kềm chế. Trái lại, chỉ lặng lẽ hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, nhẹ nhàng và quan sát nó. Như vậy, tối ưu nhất là duy trì sự điềm tĩnh bằng hơi thở nhịp mạch. Hít thật sâu, nhẹ nhàng thở ra và quan sát tâm mình đang nóng giận, cháy ở độ 100 độ C, 90, 80, 70, từ từ lắng xuống, chỉ còn 4-5 độ. 10 độ là mát mẻ quá rồi. Đó, mình theo dõi được trạng thái tâm đó. Tín là niềm tin có rồi. Nguyện là ngày nào cũng con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rất từ xa. Nhưng mà hạnh, phải lập hạnh. Bởi vì không đồng tâm, đồng tánh, đồng hạnh, Đức Phật cũng khó rước mình về cõi giới đó. Mặc dù phát nguyện của Ngài là phàm thánh đồng cư tịnh độ, nhưng cái hạnh của mình không đủ, không trang nghiêm, chúng ta cũng khó mà về với cõi Tây Phương Cực Lạc. Hãy nhớ, suốt bao nhiêu năm Đức Phật hành đạo, chưa bao giờ có một niệm sân hận khởi lên. Hãy nhìn những người bạn chung quanh ta, đời sống của họ cũng trải qua nhiều gian nan và thử thách, nhưng cũng không có những niệm sân hận. Mình hãy học những người bạn, pháp lữ chung quanh mình, và cuối cùng quay đối chiếu lại nội tâm. A Nậu Lâu Đà là một người thánh giả bị mù, có một người em gái Rohini cực kỳ giàu sang, mà người ta mời bà đến để mà cúng dường xây dựng một ngôi chùa, mà bà không đến, mà chỉ gửi tiền đến thôi. Mời 5 lần 7 lượt bà vẫn không đến. Hỏi tại sao? Ta muốn gặp bà mà. Biết ra là mặt bà nổi dày, những cái mụn làm cho ghẻ lở, chảy nước và xấu hổ, nên bà không đến. Đức Phật mới nói hãy gọi bà Rohini cứ đến, dùng khăn che mặt lại, dọn dẹp thác công quả, phát tâm cúng dường trong sạch. Sau cái lần đó, từ từ bệnh nó sẽ thuyên giảm. Thì quả y như rằng sau khi bà cúng dường xây tháp đó, bà góp phần công đức đó, nhan sắc bà rạng rỡ lên và những cái mụn từ từ biến mất. Các tỳ kheo hỏi bạch Đức Thế Tôn, sao bà Rohini giàu có đức hạnh như vậy mà bị một chứng bệnh
một nỗi lên đầy người, đầy mặt như vậy. Đức Thế Tôn nói tất cả là do nhân. Nhìn bây giờ giàu sang như vậy, nhưng kiếp trước rất là sân hận, là hoàng hậu trong một triều đình. Nhưng mà khi thấy vua sủng ái Thứ Phi thì bà hoàng hậu rất là tức giận. Vì vậy mà khi mà Thứ Phi đi vắng, hoàng hậu mới sai người lấy những cái mày ghẻ của những cái kẻ bị bệnh ghẻ chốc mài ra thành bột và rắc lên giường của người Thứ Phi đó. Khi cô Thứ Phi trở về nhà không biết nằm lên cái nệm đó để ngủ, để nghỉ ngơi, thì những cái mày của ghẻ nó bám vào thân xác. Và trong một thời gian ngắn, cô Thứ Phi đó trở nên xấu xa bởi vì ghẻ chốc đầy thân. Vì quả báo đó, kiếp sau Rohini vẫn được làm hoàng thân quốc thích vì phước báo của bà nhiều kiếp lắm. Mình mà gieo nhân phước báo là nhiều kiếp chứ không hưởng một kiếp mà hết. Kiếp sau lại làm tiếp tục là trong hoàng thân hoàng triều quốc thích vương triều Ca Tỳ La Vệ, rất giàu có, em ruột của A Nậu Lâu Đà. Vậy mà lúc nào trên gương mặt cũng đầy những vết mụn ghẻ chóc nó chảy thành dòng. Và Đức Phật nhắc lại cái quả báo của bà: bà hãy sám hối ăn năn và trải lòng từ, bà sẽ hóa giải được nghiệp của kiếp sống trước. Từ đó Rohini cúng dường bố thí, lúc nào cũng giữ tâm từ bi và tu tập rải tâm từ. Các vị niệm Phật, tụng kinh khi hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, thì đồng lúc đó tâm các vị hướng lòng yêu thương đến người thân, kẻ thù, nhà xa, kẻ gần, tất cả, tức là tâm từ các vị sẽ mở rộng. Chứ đừng cứ đọc như con vẹt. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đọc như con vẹt mà không có một chút tăng trưởng từ tâm. Cái viết người ngoại quốc họ tu tiến bộ nhanh lắm, họ không có tụng đọc nhiều, họ ngồi thiền, xem kinh sách và chiêm nghiệm. Và cái giờ hồi hướng là trải lòng từ đến khắp nơi. Một thời gian ngắn là cái nét mặt họ rạng rỡ, tươi sáng, đầy lòng từ bi và thấy ánh sáng trí tuệ. Còn mình hay tu là dựa vào sức của đại chúng, niệm nhiều, đọc nhiều mà tâm ít chuyển hóa, cho nên chúng ta ít có được khen là gì? Đường đường tăng tướng, đường đường Phật tử tướng, dung mạo khả quan. Tu quá này ốm quá vậy, tu quá sao xanh quá vậy, là bởi vì cái tâm của chúng ta không có cởi mở. Các vị nghe rõ chưa? Sư nhắc lại, có những người ta không có dùng pháp tụng, pháp niệm, mà ta ngồi ta quán chiếu, ta thay đổi, chuyển hóa tâm thức, mà mặt người ta rạng ngời và tiếp nhận được từ trường của chư Phật. Chúng ta vừa biết quán chiếu mà vừa biết tụng niệm, vừa biết sám hối, thì chắc chắn cái từ trường từ quan của Phật đến chúng ta còn nhiều hơn. Vì niệm Phật có tự lực, có tha lực, cho nên chúng ta phải chuyển hóa tâm sân hận, tâm tham, tâm si mê. Mà cái bài pháp hôm nay sư mong các vị lãnh hội và tập chuyển hóa tâm sân hận, như là câu kinh pháp cú sau đây: lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái dục. Cho nên không có lửa nào bằng lửa tham, mà không có chấp nào bằng sân hận. Chúng ta mà đã hận lên rồi, chúng ta chấp chặt, chúng ta ôm giữ nó như là một cái sợi xích trói buộc chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Có làm hại ruộng vườn, sân hận hại người đời, bố thí người lìa sân, do vậy được quả lớn. Nó tập tâm xả ly cũng là một cách làm chúng ta hóa giải sân hận. Mà tặng bố thí đến cái người mình ghét nữa là cái tâm sân hận càng mau được chuyển hóa. Chứ không phải chỉ tốt với người mình yêu thương, mà tốt với kẻ thù, thậm chí với người mình ghét bỏ. Bài học đó đơn giản nhưng không phải dễ làm. Xin các vị hãy cố gắng thực tập kể từ ngày hôm nay. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại. Khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phải chạm người. Do vậy, lời ác độc cũng giống như đau, như trượng đâm chém vào tâm, vào tim. Bài pháp hôm nay sư mong các vị sẽ có một cái hành trang nho nhỏ trong quá trình tu tập niệm Phật cầu vãng sanh,
có tín, hạnh, nguyện, thì một trong những hạnh chúng ta tu học đó là chuyển hóa lòng sân hận.